Trong chuyến thăm Ukraine vào ngày Chủ nhật vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng Nga phải có bước đi đầu tiên trong việc xúc tiến đàm phán hòa bình ở miền đông Ukraine. Đây được cho là động thái ủng hộ Ukraine của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trong buổi họp báo tại Kiev, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã khẳng định mục tiêu căn bản trong chính sách ngoại giao với Ukraine là hỗ trợ Ukraine phục hồi chủ quyền trên lãnh thổ quốc gia Đông Âu này. Đây được cho là một tin mừng đối với chính phủ Ukraine vốn theo đường lối thân phương Tây. Trước đó, trong chiến dịch tranh cử năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã khẳng định sẽ công nhận Crimea là một phần của Nga. Trong khi đó, tranh chấp trên bán đảo Crimea chính là nguồn cơn của căng thẳng địa chính trị tại khu vực này, kéo theo hoàn loạt các biện pháp cấm vận qua lại giữa Nga và các nước phương Tây. Ông Trump cũng từng tuyên bố sẽ gỡ bỏ cấm vận áp lên Nga. Trong cuộc gặp với Tổng thống Vladimir Putin mới đây, ông Trump cũng không đi đến thỏa thuận nào với Nga liên quan đến vấn đề Crimea hay Ukraine. Tôi đã trình bày rất rõ và lặp lại nhiều lần trước các lãnh đạo của Nga rằng Nga cần phải đi những bước đi đầu tiên nhằm làm giảm căng thẳng tại miền đông Ukraine và Nga cần phải tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn tại đây. Xung đột tại miền đông Ukraine giữa lực lượng quân đội và phiến quân thân Nga từ khi xảy ra khủng hoảng năm 2014 đến nay đã khiến hơn 10.000 người thiệt mạng. Trước động thái hỗ trợ của Mỹ, Tổng thống Ukraine ông Petro Poroshenko khẳng định đây là một dấu hiệu vững mạnh của lợi ích chung giữa Mỹ và Ukraine đối với các giá trị dân chủ và tự do.